Xin chào tất cả các em học sinh thân mến, rất vui đã được gặp lại các em trong chương trình dạy học trực tuyến của ngành giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Trong bài học trước, các em đã được tìm hiểu về nhân hai số nguyên khác dấu, thì bài học ngày hôm nay, cô cùng các em sẽ đi tìm hiểu một kiến thức mới, đó là nhân hai số nguyên cùng dấu. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu mục tiêu cần đạt được trong bài học này. Về kiến thức, các em hiểu quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu, đặc biệt là dấu của tích hai số âm. Về kỹ năng, các em biết vận dụng quy tắc để tính tích hai số nguyên, biết cách đổi dấu tích, biết dự đoán kết quả trên cơ sở tìm ra quy luật thay đổi của các hiện tượng của các số. Về thái độ, qua bài học này, các em rèn luyện cho mình tính cẩn thận và chính xác trong lập luận, tư duy. Bài học của chúng ta bao gồm 5 phần. Phần thứ nhất, nhân hai số nguyên dương. Phần thứ hai, nhân hai số nguyên âm. Phần thứ ba, kết luận. Phần thứ tư, luyện tập củng cố. Và phần cuối cùng là hướng dẫn tự học ở nhà. Trước khi đi vào bài mới thì cô cùng các em sẽ nhắc lại một vài kiến thức đã được học. Không biết có bạn nào còn nhớ quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu không nào? Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu được phát biểu như sau. Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng, rồi đặt dấu trừ trước kết quả nhận được. Bây giờ, các em hãy áp dụng quy tắc này vào bài tập số 2. Sau khi các em đã làm xong bài 2 thì bây giờ hãy cùng cô kiểm tra lại xem thử mình đã làm đúng hay chưa. Câu A, 5 nhân âm 2. Em thấy đây là tích của hai số nguyên khác dấu áp dụng quy tắc ở trên. Ta làm như sau. 5 nhân âm 2 thì bằng 5 nhân 2 và đặt dấu trừ trước kết quả. Vì sao nào? Cô nhắc lại một lần nữa, giá trị tuyệt đối của 5 là 5. Giá trị tuyệt đối của âm 2 là 2. Ta nhân 2 giá trị tuyệt đối của chúng và đặt dấu trừ trước kết quả nhận được. Nên bài này ta ra kết quả bằng âm 10. Tương tự câu B, âm 4 nhân 25. Đây cũng là tích của hai số nguyên khác dấu. Nên bằng 25 nhân 4 và ta đặt dấu trừ trước kết quả. Kết quả bài này ra bằng âm 100. Câu C, các em làm tương tự. 15 nhân âm 5 thì bằng âm 75. Câu D, 22 nhân âm 6 thì bằng âm 132. Các em thấy ở bài tập 2, đây đều là phép nhân của hai số nguyên khác dấu. Vậy, phép nhân hai số nguyên cùng dấu thì được thực hiện như thế nào? Ví dụ như âm 5 nhân âm 2 thì bằng bao nhiêu? Để trả lời cho câu hỏi này thì bây giờ cô và các em sẽ cùng đi vào bài học mới, nhân hai số nguyên cùng dấu. Chúng ta đi sang phần một nhỏ nhân hai số nguyên dương. Bây giờ cô ví dụ cho các em hai số nguyên dương là 2 và 5. Thì tích của hai số nguyên dương này các em đã được học rồi, nó bằng 10. Hay cô cho hai số nguyên dương khác là 7 và 4. Thì tích hai số nguyên dương này các em có thể tính ra được ngay, đó là bằng 28. Qua hai ví dụ cô vừa cho thì các em có thể thấy nhân hai số nguyên dương cũng chính là nhân hai số tự nhiên khác không. Vậy bây giờ các em hãy tính cho cô bài tập này nào. Rất đơn giản đúng không nào? Ta có thể tính ra được ngay. 12 nhân 3 thì bằng 36. 5 nhân 120 thì bằng 600. Dương 10 nhân với dương 8 thì ta cũng có thể ghi lại, đó chính là bằng 10 nhân 8 và bằng 80. Tóm lại, các em hãy nhớ cho cô, nhân hai số nguyên dương chính là nhân hai số tự nhiên khác không.
Chúng ta cùng đi sang phần 2 nhỏ, nhân hai số nguyên âm. Cô và các em sẽ cùng nhắc lại một chút về nhân hai số nguyên khác dấu. Các em hãy nhìn vào dãy phép tính nhân sau. Các em đã được học 3 nhân âm 4 thì bằng âm 12, 2 nhân âm 4 thì bằng âm 8, 1 nhân âm 4 thì bằng âm 4, 0 nhân âm 4 thì bằng 0. Bất kỳ số nào nhân với 0 thì cũng bằng 0. Vậy, còn âm 1 nhân âm 4 thì bằng bao nhiêu? Âm 2 nhân âm 4 thì bằng bao nhiêu? Trước khi trả lời câu hỏi này, thì các em hãy cùng quan sát dãy phép tính nhân này. Các em xem thử, dãy phép tính này có gì đặc biệt không? Ta thấy ở đây thừa số thứ hai đều là âm 4. Thừa số thứ nhất là 3, giảm một đơn vị còn 2. 2 giảm một đơn vị là 1. 1 giảm một đơn vị là 0. 0 giảm một đơn vị là âm 1. Âm 1 giảm một đơn vị là âm 2. Các thừa số thứ nhất đều lần lượt giảm một đơn vị. Tiếp tục các em hãy nhìn vào kết quả. Ta thấy âm 12 tăng 4 thì bằng âm 8, tức là âm 12 cộng 4 thì bằng âm 8. Âm 8 cộng 4 thì bằng âm 4. Âm 4 cộng 4 thì bằng 0. Vậy ta thử dự đoán kết quả của hai phép tính cuối cùng. 0 ta cộng thêm 4 thì bằng 4. 4 tăng thêm 4 đơn vị thì bằng 8. Các em thân mến, đây cũng chính là kết quả âm 1 nhân âm 4 thì bằng 4, âm 2 nhân âm 4 thì bằng 8. Ta nhận xét thấy âm 1 nhân âm 4 thì bằng 4, 1 nhân 4 cũng bằng 4, hoặc âm 2 nhân âm 4 thì bằng 8, 2 nhân 4 cũng bằng 8. Từ đó, ta rút ra được quy tắc nhân hai số nguyên âm như sau. Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng. Cô ví dụ âm 2 nhân âm 8. Ta thấy đây là tích của hai số nguyên âm và ta sẽ nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng. Âm 2 nhân âm 8 thì bằng giá trị tuyệt đối của âm 2 nhân giá trị tuyệt đối của âm 8. Mà các em đã học rồi, giá trị tuyệt đối của âm 2 chính là bằng 2. Giá trị tuyệt đối của âm 8 chính là bằng 8. 2 nhân 8 thì bằng 16. Nên kết quả âm 2 nhân âm 8 thì bằng 16. Tương tự, âm 4 nhân âm 25. Đây cũng chính là nhân hai số nguyên âm. Ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng. Và kết quả bài tập này, cô đã trình bày, ta ra bằng 100. Vậy qua hai ví dụ trên, các em có nhận xét gì về tích của hai số nguyên âm? Ta có nhận xét sau. Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương. Bây giờ chúng ta cùng đi đến ví dụ sau. Tính 5 nhân 17 âm 15 nhân âm 6. Ta tính được 5 nhân 17 thì bằng 85. Đây là tích của hai số nguyên dương. Âm 15 nhân âm 6 thì bằng 90. Đây là tích của hai số nguyên âm. Và từ nay về sau, âm 15 nhân âm 6 các em có thể viết gọn lại là bằng 15 nhân 6 và bằng 90. Ta sang phần 3 nhỏ, kết luận. Chúng ta có một bảng tổng kết về nhân hai số nguyên như sau. Các em đã được học
Bất kỳ số nào nhân với 0 thì cũng bằng 0. Muốn nhân hai số nguyên cùng dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng. Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng, rồi đặt dấu trừ trước kết quả nhận được. Và đây là bảng dấu mô tả phép nhân hai số nguyên. Ta sẽ xét dấu tích của hai số nguyên dựa vào bảng xét dấu sau. Dấu cộng nhân với dấu cộng, ta được dấu cộng. Dấu trừ nhân với dấu trừ, ra dấu cộng. Dấu cộng nhân với dấu trừ, ra dấu trừ. Và dấu trừ nhân với dấu cộng, ra dấu trừ. Ta thấy ở hai trường hợp đầu giúp ta nhận xét một điều, đó là phép nhân hai số nguyên cùng dấu, ví dụ như phép nhân hai số nguyên dương hay phép nhân hai số nguyên âm, thì tích của ta mang dấu dương. Ngược lại, trong phép nhân hai số nguyên khác dấu thì tích mang dấu âm. Ta nhận xét thấy tích của hai số bằng không khi một trong hai số đó phải bằng không, tức là a nhân b bằng không thì hoặc a bằng không hoặc b bằng không. Tiếp theo, khi đổi dấu một thừa số thì tích đổi dấu, còn khi đổi dấu hai thừa số thì tích không thay đổi. Để dễ hiểu thì cô ví dụ tích của âm 5 nhân âm 2 các em đã học đó là bằng 10. Bây giờ cô sẽ đổi dấu một thừa số. Cô giữ nguyên âm 2 và cô đổi dấu thừa số âm 5 thành 5. Thì ta nhận xét thấy 5 nhân âm 2 thì bằng âm 10. Ta quan sát thấy khi cô đổi dấu một thừa số âm 5 thành 5 thì lúc này kết quả của ta 10 đổi dấu thành âm 10. Bây giờ cô đổi dấu cả hai thừa số. Cô đổi âm 5 thành 5 và âm 2 thành 2 thì tích của 5 nhân 2 thì bằng 10. Ta thấy lúc này tích không đổi dấu. Như vậy, khi đổi dấu một thừa số thì tích đổi dấu. Còn khi ta đổi dấu hai thừa số thì tích không đổi dấu. Các em hãy ghi nhớ phần này cho cô. Ta sang phần hỏi chấm 4. Đề bài hỏi chấm 4 như sau. Cho A là một số nguyên dương. Hỏi B là số nguyên dương hay số nguyên âm nếu câu A, tích A nhân B là một số nguyên dương. Câu B, tích A nhân B là một số nguyên âm. Các em hãy dựa vào bảng xét dấu mà cô đã nêu ở phần trên và làm giúp cô bài tập này nào. Bây giờ cô và các em sẽ đi tìm câu trả lời cho bài tập này. Để cho các em dễ hiểu thì cô đã vẽ ra một cái bảng như trên hình. Bây giờ đề bài cho ta A là một số nguyên dương. Câu A, tích A nhân B cũng là một số nguyên dương. Vậy thì lúc này B là số nguyên dương hay số nguyên âm? Giờ các em hãy cùng quan sát. Ở câu A là một số nguyên dương. Tích A nhân B là một số nguyên dương. Thì như các em đã học, dương nhân dương thì ra dấu dương. Nên ở đây B chính là một số nguyên dương. Tương tự ở câu B, đề bài cho ta A là một số nguyên dương. Tích A nhân B là một số nguyên âm. Vậy theo các em B là số nguyên dương hay số nguyên âm nào? Theo như bảng xét dấu mà lúc nãy cô đã trình bày, dương nhân âm thì sẽ ra âm. Nên ở đây B của ta là một số nguyên âm. Đây cũng chính là toàn bộ nội dung của bài học ngày hôm nay.
Để củng cố lại những kiến thức mà các em vừa được học, cô cùng các em sang phần bốn nhỏ, luyện tập củng cố. Chúng ta đến với bài 82 trong sách giáo khoa trang 92, so sánh. Các em hãy thử suy nghĩ và làm bài tập này cho cô nào. Bây giờ cô và các em sẽ cùng đi tìm câu trả lời cho bài tập này. Câu A, so sánh âm 7 nhân âm 5 với 0. Thì đối với bài tập này, các em có thể tính ra kết quả âm 7 nhân âm 5 bằng bao nhiêu, rồi đem so sánh với 0. Nhưng ta sẽ không làm như vậy. Bây giờ, ta nhận xét thấy âm 7 nhân âm 5 là tích của hai số nguyên âm. Mà ta đã được học, tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương. Mà số nguyên dương thì luôn lớn hơn 0. Vì vậy, âm 7 nhân âm 5 lớn hơn 0. Tương tự với cô B, so sánh. Các em có thể tính ra kết quả rồi sau đó so sánh. Nhưng chúng ta cũng sẽ không thực hiện như vậy. Bây giờ các em cùng quan sát với cô nào. Ta thấy âm 17 nhân 5 đó là tích của hai số nguyên khác dấu. Mà ta đã được học, tích của hai số nguyên khác dấu là một số nguyên âm. Tiếp theo, âm 5 nhân âm 2 là tích của hai số nguyên âm. Mà ta đã nói rồi, tích của hai số nguyên âm thì là một số nguyên dương. Đương nhiên, số nguyên âm thì luôn nhỏ hơn số nguyên dương, vậy bài này ở đây ta sẽ điền dấu bé. Câu C, so sánh. Ở bài tập này thì ta phải tính ra kết quả rồi sau đó mới so sánh. Câu C, dương 19 nhân dương 6 chính là tích của hai số nguyên dương, và các em thực hiện phép tính ra giấy thì ta thấy kết quả ở đây là bằng 114. Âm 7 nhân âm 10 là tích của hai số nguyên âm và nó bằng 170. Vì 114 nhỏ hơn 170 nên kết quả ở đây ta sẽ điền dấu bé. Về nhà, các em hãy xem lại cho cô quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu. Cách nhận biết dấu của tích để vận dụng tính đúng phép nhân hai số nguyên. Xem lại các ví dụ và bài tập mà cô đã giải trong buổi học ngày hôm nay. Các em làm các bài tập 78, 79, 80, 81 trong sách giáo khoa trang 73 và bài 120, 121 sách bài tập trang 69. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Nếu các em có thắc mắc gì về bài học, các em có thể liên hệ với cô qua số điện thoại và email trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các buổi học sau.